Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, nước lũ trên các sông Hồng trên các sông thuộc khu vực Hà Nội sau khi mà ngập sâu đã khiến cho tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội ngập sâu cả hai chiều trong suốt 4 ngày qua. Và đến chiều ngày 13 tháng 9 thì vẫn hạn chế xe gầm thấp đi qua khu vực ngập bị ảnh hưởng. Để có thể đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông thì từ ngày 10 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng đến cắm chốt phân luồng cũng như là hạn chế xe đi qua. Vâng, đến ngày 14 tháng 9 thì tuyến giao thông trọng điểm cửa ngõ phía Nam vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng do nước lũ. Một số phương tiện vẫn tiếp tục bị hạn chế qua làn số 2 và làn số 3. Làn số 1 phương tiện gầm thấp có thể di chuyển qua khu vực này. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại km 191 cộng 400 nhiều ngày nay đã ngập sâu, đỉnh điểm ở mức 0,8m. Đến chiều ngày 13 tháng 9, nước vẫn ngập khiến cho lực lượng chức năng phân luồng giao thông khuyến cáo các xe gầm thấp chuyển hướng. Nhiều người không nắm rõ thông tin nên vẫn đi vào. Thấy các anh thông báo là ngập ạ. Tôi ra trên tuyến nhưng mà em không nắm được cái đoạn này ngập. Như hôm trước em đọc là nếu mà từ hướng này đi thì mình sẽ lên từ nút giao Thường Tín. Do cũng chủ quan đấy. Tôi nghĩ là thời tiết này nó đang nắng lên rồi ấy, thì là nước nó sẽ rút dần. Trên tuyến cao tốc đoạn ngập trên vẫn có độ sâu khoảng 70cm, có nhiều đoạn mấp mé, thanh chắn bảo vệ đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Nước rút chậm nếu các xe gầm thấp di chuyển qua khu vực này rất dễ bị chết máy. Khi vào cao tốc thì là lên nghe khuyến cáo của các cái phương tiện để chọn cho mình cái lộ trình nó phù hợp. Thực tế là những cái phương tiện mà đi từ thủ đô Hà Nội vào các tỉnh phía Nam thì lên chọn cái lộ trình là Giải Phóng Ngọc Hồi đến nút giao Thường Tín để vào cao tốc. Các cái phương tiện đi từ phía Nam vào thủ đô thì đến cầu vượt Thường Tín đi vào quốc lộ 1 để vào thủ đô Hà Nội an toàn. Được biết đến sáng ngày 14 tháng 9, làn số 1 sát giải phân cách giữa, nước đã rút nên xe gầm thấp có thể lưu thông. Tuy nhiên làn số 2 làn giữa và làn số 3 sát làn dừng khẩn cấp còn ngập khoảng 20 đến 40cm. Lực lượng chức năng khuyến cáo các xe gầm thấp chỉ đi làn số 1, tránh đi vào làn nước ngập, có thể chết máy. Các loại xe khách, xe tải, xe gầm cao lưu thông bình thường trên cao tốc được hướng dẫn đi vào các làn số 2, số 3 để nhường làn số 1 cho xe gầm thấp. Cảnh sát giao thông vẫn ứng trực, có thể phân luồng phương tiện từ cao tốc sang quốc lộ 1 trong trường hợp ùn tắc trên tuyến.